bởi chiến tranh đâu phải trò đùa. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, vào lúc 5 giờ sáng, khi quân Trung Quốc ồ ạt tràn qua biên giới, Đại đội Bộ binh 42, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 là đơn vị chiến đấu chấn giữ giải pháo đài Đồng Đăng, Lạng Sơn. Trong điều kiện bị cô lập, có lúc bị cắt đứt liên lạc với sư đoàn, lực lượng bộ binh địch đông có xe tăng yểm trợ, liên tục mở các cuộc tấn công vào trận địa. Đại đội đã bám trụ, ngoan cường đánh địch, tiêu diệt hàng trăm tên, phá hủy 3 xe tăng, 5 xe quân sự, 2 khẩu pháo 85 ly. Ngày 20 tháng 12 năm 1979, Đại đội 42 Bộ binh, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ những thông tin ít ỏi trên mạng về một bí ẩn pháo đài Đồng Đăng, Uyên Uyên Việt Nam đã có chuyến thực tế tìm hiểu. Một tấm biển nhỏ nơi pháo đài đã khiến chúng tôi muốn tìm đến với sự kiện lịch sử đã xảy ra ở nơi đây. Và tôi đã ngồi nghe ông nói chuyện. Câu chuyện của ông không mạch lạc, nó đứt quãng, nhiều lúc nghẹn lại. Người đàn ông đã trải qua chiến tranh ngồi đó trước mặt tôi trong hoàng hôn thành phố, rồi bóng đêm đổ xuống phố lên đèn. Trước mặt ông, phía dưới kia là một ngã tư, dòng người cuồn cuộn như nước một dòng sông. Có những lúc tôi phải đỡ lời ông. Tôi không đủ can đảm nhìn người đàn ông khóc. Ông thường cười thành tiếng để che giấu cảm xúc trào dâng một chai bia nhỏ suốt gần 3 giờ đồng hồ. Ông nói về đồng đội, nói về đơn vị mình, về những người đã hy sinh, những người còn sống. Câu chuyện của ông dẫn chúng ta về với những người lính tiền tiêu chiến đấu trên giải pháo đài Đồng Đăng tháng 2 năm 1979. Giải pháo đài là cụm 5 cao điểm có tên gọi từ mỏm 1 đến mỏm 5 phía trước pháo đài. Các địa danh gọi theo kiểu quân sự chúng tôi không hiểu và cũng không ghép được vào với thực tế vừa trải nghiệm. Những địa danh dân sự cũng khó hình dung với thực tế bây giờ. Hai đại đội 41, 42 thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, tức đoàn Sao Vàng, được thành lập vào tháng 8 năm 1978. Trong một đêm, đơn vị hành quân đến bản Ba Phia. Tại đây, họ nhận mệnh lệnh hành quân, báo động nâng lên một cấp. Hàng ngày, những người lính trẻ đào công sự, huấn luyện và gác trên tháp canh tại pháo đài. Đêm 16 tháng 2 năm 1979, giao ban đơn vị xác định tình hình có dấu hiệu bất thường, toàn đơn vị nâng cao cảnh giác, đề phòng có biến. Mờ sáng ngày 17 tháng 2, khi sương còn răng kín núi rừng, từ phía dưới đường nghe lao xao ồn ã, cuộc chiến đã bắt đầu như vậy. Tại mỏm 1, nơi ông là A trưởng, được xác định là tiền tiêu, từng đợt tấn công của địch bị đẩy lùi. Trong lúc tổ chức tấn công giải pháo đài, đoàn tạp quân vẫn nườm nượp hành quân. Những chiến sĩ C-42 đã dùng tất cả vũ khí đạn dược mà mình có được. Những người lính hy sinh bên cạnh vũ khí đã hết đạn. Đằng ngày hôm sau nó đánh thì nó đánh thì có nhìn thấy gì đâu. Nó thấy lao nhao, nó hò hét lao nhao. Nhưng mà thực ra thì sáng thì chưa nhìn rõ mặt người. Thì nó đã ra chỗ ngã ba Cốc Lam rồi. Thế đến lúc mà nhưng mà nó lên thì nó lại không lên. Sau một lúc sau bắt đầu mới thấy nó hò hét nhau nó lên. Nó hò hét nhau lên thì anh ba anh ấy đã bắt đầu hô chiến đấu. Thì nào bắt đầu ngay cái đoạn đầu tiên ấy thì coi như bọn đã chững lại rồi. Mà đến lúc nhìn rõ ra thì nó không phải là quân đội hẳn đâu, mà nó lại có cả cái bọn áo tràng, rồi lại mặc áo dân tộc, rồi lại cả cái con nó không phải là con ngựa, nó cũng chẳng phải là cái con gì, nó cứ xuống mà đông lắm. Thì nó chỉ có một bộ phận nó đánh lên chống mình thôi, thế còn nó vẫn lại hành quân, tức là nó lại vẫn như thế này, nó vẫn vào trong khi đó đi. Trong khi đó thì là một bộ phận nó đánh lên, thế đến lúc nó không lên được mà mình nó giờ xuống thì lại bắt đầu lại tổ chức lại, thì lại bắt đầu nó lại lên từng đợt một như thế. Khẩu 12 ly 7 trên nóc pháo đài bị bắn hỏng nòng, họ đã bò xuống đường tháo nòng 12 ly 7 trên xe tăng địch để lắp vào bắn tiếp.
sau khi mất giải pháo đài, họ tổ chức lại đội hình từ những chiến sĩ hầu hết đều đã bị thương, tiếp tục chiến đấu. Những chiếc xe tăng bị bắn cháy, những đợt tấn công bị đẩy lùi, bị cô lập giữa vòng vây, họ chiến đấu ngoan cường để bảo vệ nhau. Những lời kể về mệnh lệnh hành quân, nhiệm vụ chiến đấu tại giải pháo đài của người cựu chiến binh C-42 không thể là chuyện bịa đặt. Bởi vậy, câu chuyện về việc đồn công an biên phòng được giao nhiệm vụ tại pháo đài có lẽ cần phải xem xét lại. Lịch sử cần phải được bảo vệ, không thể tùy tiện sáng tác theo cảm tính. Bởi chiến tranh đâu phải chuyện đùa. Khi chúng tôi đến, ba người họ đã có mặt, đang trò chuyện rất say sưa. Ngôi nhà tĩnh mịch, bộ bàn ghế ngay trên sân, dưới tán cây râm mát. Ba người họ, những chiến sĩ từng tham chiến tại pháo đài Đồng Đăng trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ngày 17 tháng 2 năm 1979. Tôi tò mò quan sát, mỗi người một vẻ. Ông Trần Bá Hồng, chủ nhà: chúng ta đã gặp ông qua tâm tư người lính pháo đài Đồng Đăng. Khi ấy, trời chạng vạng, ngồi trên tầng 2 một quán cà phê, trong bộ đồ Tây trông ông có trẻ hơn, nhưng cũng tâm tư hơn. Có lúc cả ba người cùng nói, có lúc họ tranh luận sôi nổi, đặc biệt khi nói về pháo đài. Có lúc lại lặng đi, câu chuyện của họ lộn xộn, nhảy cóc. Là người ngoài cuộc, chúng tôi phải theo dõi chăm chú, tranh thủ đặt những câu hỏi, nhưng dường như vẫn còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Ba người họ, cùng một trận địa, ba vị trí khác nhau. Người còn trẻ, khỏe, phong độ và hình như cũng thành đạt hơn cả là Dũng 12-7. Khẩu 12-7 đặt ngay trên nóc pháo đài. Anh kể hăm hở, rất lạc quan. Anh là người rời pháo đài sớm nhất, với khả năng điều khiển khẩu 12-7 hiệu quả. Khi giải pháo đài đã mất, anh được điều động lùi về tuyến sau để bảo vệ chính pháo đài. Hôm ấy, đại đội trưởng Nam đi tập huấn chưa về, không có người chỉ huy. Trước khi trở thành chiến sĩ 12-7 dũng mãnh, anh lính trẻ đã rất hốt hoảng. Đồng đội của anh có người đã không thể chiến đấu hoặc thậm chí không thể tìm nơi ẩn nấp. Có lẽ họ bị tê liệt vì quá sợ hãi. Phải mất một thời gian bối rối, khẩu 12-7 mới có thể thực hiện nhiệm vụ hỏa lực của mình, khiến kẻ thù khiếp sợ. Cái mỏm một nó mất nha. Mất thì ông còn biết là cái bọn mà Trung Quốc, cái bọn mà vận tải cứu thương ấy, là nó còn cầm cáng, nó đi cả đoàn mà trên cái đỉnh một ấy. Thế thì tôi thấy thế và tôi mới bắn. Bắn thì nó giạt xuống cái khe ngựa ấy. Thì em lại chỉ cứ tiếp tục ở đấy. Nó thậm chí nó còn vứt cả cáng. Đến nó cũng về. Vứt cả cáng. Thì bắt đầu mình cứ truy nó liên tục. Thế bọn này là không chạy được. Đấy. Thế là các ông còn xuống tháo trên nóc xe tăng ra để lên đến đá quái của mình. Khoảng chưa đến 5 giờ đúng không? Mình bị pháo kích. Pháo kích thì hôm ấy là tôi thì là pháo thủ súng 1, là người cầm súng bắn đấy. Thì hôm đầu ấy thì là của tiểu đội của mình nó có khoảng 9 chiến sĩ. Thế thì các cái chiến sĩ kia thì là cầm AK là vào các cái vị trí để đấu bộ binh. Thế còn mỗi khẩu 27 thì còn mỗi tôi với một pháo thủ khác nữa. Nhưng mà thực ra nó là vì khi mà đánh nhau lúc ấy là mình quân của tôi thì không có cám, bởi vì là thời gian đó là tiểu đội trưởng còn đang đi tập huấn, thành ra là cũng không phân công được pháo thủ nào và vị trí nào. Thế thành ra là tôi cứ pháo thủ số 1 và tôi nhớ là lên tôi bắn. Thế khi mà Trung Quốc nó tràn lên ấy thì là các cái vị trí đã vào vị trí chiến đấu rồi, thì pháo thủ số 1 là lúc này là cứ thế là nện, cứ nhằm thấy Trung Quốc là nện, thậm chí bắn cả xe tăng. mà biết là 12-7 thì chả tác dụng gì. Tao cũng nói rằng cũng bắn vào xích thì bắn đích. Không biết được là anh khi đạn 12-7 mới được, nhưng mà mình chỉ nhớ tức là khi mà mình học ấy là 12-7 bắn thì bọn lính mà ngồi trên xe tăng nó bị choáng, nó ảnh hưởng, nó choáng thôi. Nhưng mà vì cự ly thì em nghĩ là nó hơi xa, anh em nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà vì anh biết không, khi mà xe tăng 4-5 chiếc xe tăng mà nó lên cái chỗ mà cái bãi ấy, thì là nó có cái thằng xạ thủ cúc 12-7 nó ở trên thì, đấy em ở trên đấy. Thì em thì em nện mấy thằng cái gì thì nó lại tụt xuống thì mình cũng lại tiện là mình tia luôn cả vào cái xe tăng ấy, mình cứ nhằm vào bắn hết. Đến khi mà nó, anh biết không, tức là cái lượt mà bọn Trung Quốc mà cái ngày đầu tiên nó lượt mà nó lên tấn công cái quả đồi bên cạnh đấy,
tấn công thì 12-7 em quét ghét thì nó nằm dạt xuống. Thì mình đến khi mà bọn em làm các báo công ấy, thì là đơn vị, tức là anh em nó khai báo, bởi vì hôm nay em đi Việt Nam 10 về Bắc Ninh mà, thì là nó làm các báo công ở đơn vị ấy. Thì nó bảo là Tùng Dũng pháo thủ số 1 nó bắn chết nhiều lắm. Thế nhưng mà vấn đề là chết bao nhiêu thì không thể tính được. Đấy. Thì bởi vì là khi mà nó chạy lên một loạt thì mình bắn thì nó giảm hết, thằng chết thằng sống nó cứ giảm hết cả, thì mình chẳng biết được. Đó là mình chuyển làn thì mình thấy, thì thấy xe tăng thì là mình đỏ tiếp xe tăng, tức là cái hầm pháo thôi, sau nó đầy đạn, đầy cái vỏ đạn. Một giờ thì mình bị, tức là khi mà cái thành pháo đài nó bị nát vì cái xe tăng nó bắn mình, thì nó bắn một quả cuối cùng thì là nó vỡ tan cái màng tường ấy. Thì cái mảnh đạn nó mới văng vào cái ống bọc. Đấy, nó văng cái ống bọc thì nó bị hỏng. Bẹp là, cũng chết khí. Bẹp thì là chết khí. Là súng mình không dùng nữa. Không dùng nữa thì bắt đầu là nó như khẩu AK. Bắt đầu là chuyển khẩu súng ấy xuống cái hầm pháo đài. Thế thì đêm thì anh em bắt đầu nó mới tháo được cái xe tăng của, thì vì cái khẩu súng ấy thì là nó tương thích với cái khẩu và nằm trên xe tăng của địch, giống nhau, thì ra là nó tháo được cái khẩu dưới nó lên, nó thay thế cái khẩu. Thế thì hôm ấy là tôi khống chế được toàn bộ cái phần cái nhà ga và toàn bộ của cái 1, 2, 3, 4 của bên bộ binh bên anh này. Thì ông đại trưởng ông thích quá thì bắt đầu điều tôi từ về Thâm Mô. Thế thì sang là... cái đồi Thâm Mô thì lại đồi bên cạnh, thì tôi lại bảo vệ cho ông này. Nhưng mà bên này lực lượng mỏng quá, chiều tối thì lại yểm trợ cho mấy ông này, tức là hỏa lực mấy của ông này thì là bị nó khống chế. Thì bên tôi nó chưa, tức là bọn Trung Quốc nó đánh từng phần, cô là nó cái chiến thuật nó đánh từng phần, nó nhổ được phần nào thì là nó lại là dứt điểm phần đấy. Sau khi mà nó tấn công pháo đài thì bắt đầu lại đến phần của tôi bị đe dọa. Thì các cái mỏm đời xung quanh là ban đầu là thực ra nó là gọi là kiểu như cái chân bạc hiệp trợ lẫn nhau đi ở, đưa vào trong rồi. Thì là trên chúng tôi là những người mà trực tiếp ấy, thì là mới bây giờ là anh này còn ngồi còn ôm còn sáng 37 năm thì tôi mới gặp nhau, chính thức là 37 năm mới gặp nhau. Thế thì bây giờ là ông này ông nhớ thực ra không nhớ mặt nữa, mà ông chỉ nhớ cái chi tiết tôi kể ra, chẳng hạn là khi mà tôi bị cảm cái đạn cối ấy, nó chụp lên mặt mà tôi không bị chết thì tôi chết cũng lạ. Mà đến lúc mà khi mà cái khói quả đạn nó nổ ra, nó làm cho tôi mặt tôi đen xì. Đấy ông này ông nhớ được cái thì tôi bảo giỏi. Không. Ông mặc cái áo đỏ đấy, áo chân tù, áo sợi. Không, sợi xanh nhưng mà đỏ. À cũng gần cái đỏ. Đỏ. Lâu ông mặc cái áo tôi đỏ cũ, chật, đỏ cũ, tức là tôi chợt nhớ ra. Đỏ cũ. Tôi cũng có một cái như thế. Nó không hoàn đỏ nhưng mà nó là cái dạng nhờ ngày xưa mình tận dụng. Lâu đỏ. Thế anh biết không? Tỉnh lại chú nhớ lại. Tức là khi mà cái quả đạn cối mà nó chụp lên mặt em, mà em cũng nghĩ là mẹ mình sống được cái tâm thần. Coi như là nó ở cái dạng mà coi như là gọi là tâm thần đấy. Tạm biệt một hôm, một tháng mới bắt đầu mới ra. Nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ chỉ nhớ là nó vẫn cứ ổn định cả. Thế còn nhớ là bắt đầu lại cứ nhớ lại như này này, là lúc mà Dũng bảo em có một thằng nó bị quả DK vào vỡ hàm này. Đấy, chứ làm sao mình biết được mặt bây giờ. Mà nó người như này thì bảo thế thì đúng là Tiến thì gọi Tiến thì là đầu hai ông lại nhận ra nhau đúng rồi. Hôm ý là như thế. Bây giờ bắt đầu mới nhận ra nhau chứ 37 năm rồi. Nhưng mà là ai là bị vỡ hàm á? Vỡ hàm thì là hôm nay là đi về. Tiến đấy, tôi bảo nó về đấy nhưng mà nó lại nhà nó. Tôi thì tôi cũng biết anh Hồng. Thì bởi vì là anh Hồng là cái mỏm khác, mà tôi là cùng với anh mà bị vỡ hàm ấy thì là cùng một mỏm. Thế nhưng mà 37 năm, 36 năm năm ngoái đúng không? Là tôi chỉ tả cho ông này là đấy ở cái pháo đài như thế thôi, ở rồi. Thế và bây giờ tôi chỉ còn nhớ không biết ông là ông bị bắn cái quả DGZ vào cái thành pháo đài ấy, thì nó khi nó bật ra thì ông bị một cảm cái mảng này. Thì ông này thì ông anh Hồng anh nói là anh Tiến với tôi, lúc cái tôi chả biết đâu tên là Tiến mà cái mảng ấy. Tôi đi chết thì tôi văng xuống mình lát đùi. Tiến ôi. Lúc nó kéo thằng gì Minh vào đánh địa. Phát là bộ binh à? Bộ binh anh lúc hôm ấy lại ở mỏm nào? Ở pháo đài. Pháo đài cùng ở tôi nhưng mà cùng đúng ra là mỏm 2, mỏm 1, mỏm 2, mỏm 3. Đấy bắt đầu đánh nhau cái thì tôi lên mỏm
mỏng của tôi, không lấy gì để tôi chuồn lên mỏng một, bắt đầu nó đánh thì là lên là như này này, lên xa bàn ấy thì là rút đánh rút gần về pháo đài, về mỏng hai, mỏng hai về mỏng ba, mỏng đồng lắm, pháo đài là pháo đài là sáng ngưỡng giữa sáng ngưỡng sáng là nó kéo kèn về đấy, từ mốc 16 ngã ba mốc 16 nó về. Thế nhưng mà cái thời đấy tan ra như thế thì anh Hồng anh nói là chỉ lên pháo đài là biết thì là từ đó đeo đồ nó toan thoại chống ngồi đứng ở trên đồi một đồi hai là nhìn thấy khống chế được toàn bộ cái thị trấn Lăng ấy, tức là ngày xưa ấy, cây cối nó thấp từ mốc 16 15 cao 16 như bây giờ mà làm gì có nhà dân, cây nhìn vài năm nó cũng không làm gì có nhà dân, còn trơ trụi lắm, bây giờ nó cây nó cao lắm, xe tăng nó có thể tràn, ngày xưa là không có cây, bây giờ cây nhiều quá rồi, bây giờ là mất hết cái địa hình, mất hết địa hình. Mà bây giờ tôi đi quanh cái chỗ đấy, pháo đài lên tìm được cái chỗ mất lối lên, trừ cái lối lên pháo đài. Bên em nhớ là cái mỏng một của anh ấy là ngày xưa là những con xanh chiếc nó ở cái phần mà ở dưới lưng lưng ấy, lưng lưng thì nó còn lúp xuống thì nó còn nhiều thứ trên. Không biết là có phải là cây sậy hay không, nhưng nó cây nó như cây mía con ấy, phần này lá nó rất tốt. Anh đấy còn em nhớ là em quét mấy cái thằng tàu nó dạt vào đấy, thì là em truy tận cùng. Bởi vì là em biết là cái bọn đấy là tôi làm đấy rồi. Vâng, bởi vì em biết là ở đấy là không công sự. Đằng sau lên là bắt đầu. Ra là em bắn là không biết là sống hay chết, như đại loại là cứ truy ở đấy. Mà em truy bởi vì lúc ấy là tất cả cái nơi bắt đầu là yên án rồi. Cái bọn ấy chính là cái bọn thu dung. Nó còn đang lộ liễu là nó cứ chạy lung tung thì em quét cái bọn đấy. Nhưng mà cái lúc bọn tàu mà nó tràn vào cái ga, ông có biết không? Ông có nhìn không? Có. Mẹ nó dày đặc nhiều. Kinh rồi. Mà lúc ý là chỉ có mỗi một mình em, anh biết không? Cái ga bây giờ cái ga ngay bên cạnh lên cái ga của nó là ngay pháo đài chân pháo đài này, nhưng còn bây giờ nó đã dịch ra một kia. Bây giờ lấy cái cửa khẩu Hữu Nghị là cái hướng cửa khẩu Hữu Nghị là chuẩn. Rồi. Cái ga nó ở đoạn nào? Ngay dưới chân pháo đài. Ngay gần chân pháo đài. Nhà ga nó ngay dưới chân. Ga nó chân pháo đài. Tức là cái tháp pháo mà lên pháo đài đúng rồi, cái đối diện đài. Nhìn thẳng xuống đây luôn. Thẳng luôn. Cái đường bê tông bây giờ. Đấy cái ga này là nó ngay chân pháo đài bên ở nhà ga. Như ngày xưa là nó chân pháo đài đi. Nó không lùm xùm như bây giờ. Bây giờ nhà cao tầng rồi. Nhà cao tầng rồi, bây giờ che lấp hết, thì ngày xưa là nó chỉ có mỗi cái trần trì, có mỗi cái khu nhà ga. Nó trần trì mỗi cái nhà ga, còn toàn bộ cái nó như cái trồng. Đây, nó trồng hết mà. Nó như kiểu trong phim mà có một cái nhà ga còn nhỏ. Nhỏ nhỏ, đấy. Bên đồi như này, bên này nó là pháo đài. Đấy. Trên pháo đài nó khống chế toàn bộ ở cái thị trấn Lăng. Cái pháo đài là mới không liệt thế, nó đánh kinh khủng thế. Bởi vì nó khống chế toàn bộ cái thị trấn, cái ga Đồng Đăng, mới thị trấn Đồng Đăng. Anh là người sau cùng ra khỏi pháo đài? Không, tôi không phải là người sau cùng, nhưng mà dạng ngày 23 là tôi ra ngoài. Vâng. Sau này là còn một công an vũ trang, sau khi rút hết. Đấy là anh chắc mình, là anh nghe người ta kể. Người ta kể đấy. Và còn một ông ở trong đấy, người ta. Nhưng lúc anh ra là anh ra trong tình trạng như thế? Tôi thì cũng bị thương nhẹ, vâng. Bị thương vào đuôi, phần mềm của đuôi, tôi chui ra. Trong cái tòa này. Chui lúc ấy là còn cửa không? Còn cửa, à, cửa nhưng mà nó vẫn ở bên trên rồi. Mình rút xong mình về đến ngã ba Đồng Đăng, thì là gặp anh em mình cũng tụ tập ở đấy. Không có đâu, có hai anh em thôi, gặp nhau đấy. Biết nó đánh đến đâu mà, biết nó đánh không đâu, biết nó đánh đến đâu cả. Thế là về chân đồi 37, theo tôi men theo cái suối nhá, lại gặp xác chết mẹ